khắp hình, coi như tìm thấy chính mình. Yêu đuối tội tình vì yêu con Chúa đã hy sinh. Thành tâm con đến nguyện Chúa xin hãy ở bên, dìu qua sóng gió chênh vênh, xin dâng tròn niềm cảm mến. Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết, cho dù tội đã như son, Chúa vẫn chờ con với tâm lòng. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Những tội tình con yêu hèn. Kính mời quý thính giả nghe chia sẻ lời Chúa của linh mục Peter Lê Thanh Quang và audio sách đạo. Với tâm lòng son, giang đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa trông chắc, cho dù đời còn lầm lạc, vì Chúa quên hết những tội tình con yêu hèn. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Chúa. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Iconia có phong trào người dân ngoại và người Do Thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phao-lô và Ba-na-ba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia là Lystra, Derbe và khắp vùng phụ cận và rao giảng tin mừng ở đó. Lúc ấy tại Lystra, có người bại chân từ lòng mẹ. Anh chỉ ngồi và không hề đi được. Anh nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô chăm chú nhìn anh. Thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn tiếng rằng: "Hãy trỗi dậy và đứng thẳng chân lên." Anh liền nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phao-lô làm thì la to bằng tiếng Lycaonia rằng: "Các vị thần mặc lớp người phàm đã xuống với chúng ta." Họ gọi Ba-na-ba là thần Jupiter và Phao-lô là thần Mercurio, vì chính ngài giảng: "Thầy sải thần Jupiter ở ngoài thành, mang bò và vòng hoa đến trước cửa. Ông toan hợp cùng dân tế thần." Nghe tin ấy, các tông đồ Ba-na-ba và Phao-lô liền xé áo mình ra, xông vào đám dân chúng mà la lên rằng: "Hỡi các ngươi làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như các ngươi, là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống, đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Trong các thế hệ trước đây, người đã để mặc cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình. Dầu vậy, người không hề để thiếu sót những dấu chứng về người. Người ban phát muôn ơn lành, cho mưa từ trời xuống cho các ngươi và mùa màng hoa trái, cho các ngươi được no lòng phỉ dạ. Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài." Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nếu anh em
sống lại làm một với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Và ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa người rằng: Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng phù trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm hôm nay chúng ta nghe cái tiêu chuẩn để chứng tỏ là chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, đó là tuân giữ những lời mà Chúa Giêsu truyền, là các con hãy yêu thương nhau. Những lời mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong 8 mối phúc thật, những lời Chúa Giêsu nói trong bài giảng trên núi, yêu thương cả kẻ thù, loại trừ những cái tư tưởng tội lỗi, dâm ô, giận hờn, ghen ghét, đố kỵ, ghen tương ra khỏi chúng ta. Tuân giữ 10 giới răn của Chúa và lời dạy của Chúa Kitô, tức là yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa mà không vâng lời Chúa, không nghe lời dạy của Chúa thì là người nói dối và cũng không có thể hiện cái tình yêu cụ thể. Và một khi yêu mến Chúa thì chúng ta được cái gì? Ai yêu mến Thầy thì được Chúa Cha yêu mến, và chính Chúa Giêsu cũng tỏ mình ra cho người ấy. Đến đó thì ông Giuđa không phải Iscariô mà đây là Giuđa Thadeo. Ông đã hỏi Chúa là tại sao Chúa không tỏ mình ra cho thế gian mà chỉ tỏ ra cho chúng con, tức là những môn đệ, để biết Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ. Nhưng các tông đồ dĩ nhiên cũng chưa có hiểu hết, cho tới khi Chúa Thần đến mà cuối bài phúc âm Chúa Giêsu nhắc tới. Thì Chúa Giêsu đã trả lời là: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Chúa tỏ cho các môn đệ biết về Chúa là con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ, để cho họ được yêu mến vì chính Chúa yêu thương họ và họ cũng biết vâng lời Chúa. Thì ở đây là chính Chúa Cha sẽ yêu mến người đó và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy, nghĩa là Chúa Giêsu và Chúa Cha, Chúa Thánh Thần sẽ đến trên người ấy. Còn những người mà không yêu mến Chúa Giêsu thì dĩ nhiên là không giữ lời Chúa rồi. Và lời của Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha. Chúa Giêsu mặc khải cái bản tính của Ngài. Ngài là một với Chúa Cha. Và ở trên chúng ta thấy Ngài dùng cái từ là chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy, nghĩa là ba ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương,
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến ở trong người ấy. Và đó là cái hạnh phúc có Chúa ở cùng, như Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã nói với mẹ Maria: bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà. Và lời đó chúng ta cũng lặp lại trong Kinh Kính Mừng để tôn vinh cái giây phút mà Chúa đến với con người và mẹ đã thưa xin vâng. Rồi Chúa Giêsu mặc khải cho các tông đồ thiên tính của Ngài, rồi mặc khải về Chúa Thánh Thần, đấng phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Thì Chúa Thánh Thần đến để làm gì? Thứ nhất là dạy các con mọi điều. Chúa Giêsu đã dạy rồi, nhưng mà họ vẫn chưa có hiểu. Tới khi Chúa Thánh Thần đến mới thay đổi cái não trạng của họ, để họ hiểu được lời của Chúa Giêsu và nhắc nhở cho họ biết tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã dạy, soi sáng cho họ hiểu. Và Chúa Thánh Thần cũng tác động cho các thánh ký viết xuống những lời dạy của Chúa Giêsu, để người ta nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, là đấng cứu độ của toàn thể nhân loại. Như vậy, qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm là đầu phục Chúa Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần đến giúp cho chúng ta hiểu và thực hiện ý muốn của Chúa Cha, ý muốn của Chúa Giêsu, lời dạy của Chúa Giêsu, và như vậy Chúa ở cùng chúng ta. Muốn Chúa ở cùng như mẹ Maria thì chúng ta phải tuân giữ các lời dạy của Chúa qua 10 giới răn, qua lời dạy của Chúa Giêsu, qua tâm tình của Chúa Giêsu, để không phải là chúng ta sống mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Như vậy đời sống của chúng ta ngay ở giữa trần thế này, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian này mà đã sống với Thiên Chúa. Tâm tình của chúng ta là hướng trọn về Chúa và làm mọi việc như lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu chúng ta và truyền dạy cho các tông đồ, cũng như truyền dạy cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu. Còn thế gian, họ không tin, họ không muốn đón nhận Chúa Giêsu. Mặc dầu Chúa đã nhắc bảo họ, nhưng họ đã không nghe, thì họ có quyền tự do của họ. Chúa không có ép buộc tự do của ai hết. Chúa mời gọi, và những ai thành tâm nghe lời mời gọi của Chúa, thì họ được hạnh phúc. Họ được hạnh phúc bình an đích thực của thiên đàng ngay từ bây giờ, khi sống với Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu ở giữa trần thế. Trong bài đọc thứ nhất, khi giảng tại Lycaonia, thì chúng ta biết là Phaolô Barnaba đã chữa lành cho một người què vì anh ta tin, và dân thành Lycaonia đã tôn Phaolô. Dân chúng thấy việc Phaolô làm thì la to bằng tiếng Lycaonia, vì nghĩ rằng là họ đã từ những vị thần mà đến, thần Jupiter, thần Mercury là những vị thần của Hy Lạp, và họ đã gọi Barnaba là thần Jupiter, còn Phaolô là thần Mercurio, vì chính Ngài giảng các sư sãi thần Jupiter ở ngoại thành đã mang bò vòng hoa đến trước cửa của hai tông đồ để tế thần. Và các tông đồ biết mình rao giảng tin mừng để nói về Đức Kitô, để họ được ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải nhờ quyền năng của các ngài. Cho nên các ngài đã phân trần và nói cho họ biết, nhưng mà không có dễ gì mà họ vâng lời Phaolô và Barnaba. Các ngài vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài. Một khi để cho dân chúng tế mình như là một vị thần, thì lúc đó chúng ta cướp cái quyền, cái danh dự của Chúa. Tất cả mọi vinh quang, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, chứ không phải cho con người của chúng ta. Cho nên xin cho danh Chúa được cả sáng, chứ không phải danh của mình.
hai thánh tông đồ này đã nỗ lực để loan báo tin mừng của Chúa và đã chữa lành cho anh bại chân tại Lystra sau khi đã ra khỏi Iconia. Và như vậy chúng ta tin vào quyền năng của Thánh Thần Chúa vẫn tác động trên các tông đồ như đã làm việc với Chúa Giêsu để cho những phép lạ xảy ra, chứng tỏ lời của các tông đồ giảng có quyền năng và có Thánh Thần tình yêu của Chúa đồng hành với họ, chứ họ không phải đơn độc một mình mà tự cái sự khôn ngoan riêng của mình mà loan báo tin mừng của Chúa. Họ đã loan báo tin mừng của Chúa bằng quyền năng của Thánh Thần Chúa, cho nên phải quy tụ tất cả mọi vinh quang, mọi chúc tụng về Thiên Chúa là Cha toàn năng. Mình chỉ là cái dụng cụ của Chúa, là micro của Chúa. Chúa không nói, Chúa không tác động thì chẳng có ai tin Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Mình chỉ là dụng cụ của Chúa thôi. Cho nên phải ý thức cái sự thật này, để các tông đồ của Chúa không có bị rơi vào cái cạm bẫy của ma quỷ là rao giảng tin mừng để người ta quy hướng về mình chứ không phải quy hướng về Chúa, thì chúng ta sẽ sai lầm vô cùng và có tội trước mặt Thiên Chúa. Cho nên tuân giữ lời của Chúa để chúng ta biết chúng ta chỉ nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa. Nhận lãnh là để phục vụ, chứ không phải để xây dựng cái vinh quang cho riêng mình, mà để phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Cho nên tuân giữ các giới răn Chúa, để Chúa ở cùng chúng ta, và chính Ngài dùng chúng ta như là dụng cụ để phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Chúng ta yêu mến và tuân giữ lời dạy của Đức Kitô, học nơi Đức Kitô hiền lành và khiêm nhường, nhìn nhận sự thật về mình là những con người nhận lãnh từ nơi Chúa để phục vụ. Và xin Thánh Thần Chúa dẫn dắt để chúng ta biết phục vụ thế nào cho đúng như ý muốn của Chúa Cha và Thánh Thần của Chúa dẫn dắt, chứ không phải để cho người ta đến với mình và tôn vinh mình. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa xin hãy đến để canh tăng lại bộ mặt thế giới này, để hướng dẫn từng người con cái của Chúa trong toàn thể nhân loại, trong giáo hội, tất cả đều tìm kiếm và làm vinh danh Chúa, tuân giữ các giới răn Chúa, lời dạy của Đức Kitô. Chúng ta nhớ là 10 giới răn của Chúa, 8 mối phúc thật và những bài giảng trên núi của Chúa Giêsu, Phúc âm Thánh Matthew chương 5, chương 6, chương 7 và gương mẫu của Chúa Giêsu trên thập giá, sẵn sàng tha thứ cho những người đóng đinh Chúa. Và từng người chúng ta phải cùng một tâm tình, một ước muốn, một suy nghĩ, một phán đoán giống Chúa Giêsu, một tình yêu giống Chúa Giêsu. Có như vậy, chúng ta mới là những môn đệ đích thực của Đức Kitô, là những người làm chứng nhân cho tin mừng tình yêu của Chúa, để Thánh Thần của Chúa dạy dỗ chúng ta. Chúng ta hãy mở tâm hồn ra để đón nhận Thánh Thần Chúa và nghe theo sự tác động của Thánh Thần Chúa, như các tông đồ đã để cho Thánh Thần Chúa dẫn dắt và hiểu được thánh ý của Chúa rồi thì các ngài đã thi hành theo mệnh lệnh của Chúa. Như vậy chúng ta có Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đồng hành dạy dỗ chúng ta, ở với chúng ta. Và nơi nào có Chúa Giêsu, nơi đó có triều thần thánh trên trời thờ lạy Chúa Giêsu, thì ma quỷ không làm gì được chúng ta. Nhưng được Thánh Thần Chúa dẫn dắt, chúng ta biết cầu nguyện thế nào cho đúng theo ý của Chúa Cha, biết loan báo tin mừng của Chúa như thế nào để mọi người nghe, mọi người sống chung quanh chúng ta đều trở nên những chi thể của Chúa Giêsu nhờ quyền năng của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Amen. Con đây người.
đành rằng lòng thương xót Chúa, để truyền giao khắp nơi lòng thương xót Chúa bền vững nên muôn đời. Xin cho mọi người được nói tên tin Chúa xót thương, hóa thương lòng người bác ai trọn vẹn vì Chúa xót thương, muốn dân trở về cùng anh sang lòng thương xót Chúa. Đến với lòng thương xót Chúa, bao la biển dòng suối nguồn hạnh phúc. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, luôn không lo sợ bao tố trần gian. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, ánh sáng diệu kỳ chờ che đời con. Hãy bình an vào lòng quý thính giả, hôm nay ngày 29 tháng 4, lễ thánh Katarina Siena, đồng trinh và tiến sĩ hội thánh. Đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Katarina Siena, đồng trinh và tiến sĩ hội thánh, qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Katarina sinh năm 1347 tại Siena, nước Ý. Dường như Chúa muốn Ngài sinh ra để làm thánh cả. Là con út của một gia đình đông con, cha Ngài, ông Giacomo, là một thợ nhuộm giàu có. Mẹ Ngài, Mona Lapa, là một người quản trị có nhiều khả năng và giàu nghị lực trong gia đình sống động này. Katarina đã trải qua tuổi nhỏ thơ ấu bình thường với tính tình vui đặc biệt, khác hẳn với các anh chị. Nhưng tới tuổi thanh xuân, Ngài lại say mê cầu nguyện trong cô tịch. Bà Lapa rất bực mình và có lúc bà coi Katarina như một đứa con khó trị, vì cô cưỡng lại sự hướng dẫn của mẹ trong những công việc như ăn mặc và giải trí, chống đối cả những đề nghị thành hôn và luôn cương quyết trong ý tưởng trở nên một nữ tu. Mới lên 7 tuổi, Katarina đã khấn với Đức Maria sẽ giữ mình đồng trinh, chỉ chọn cho Giê-xu là vị hôn phu duy nhất của đời mình. Khi cha mẹ định gả chồng, Ngài hết sức từ chối và năn nỉ cha mẹ cho Ngài được giữ trọn lời khấn hứa. Rồi cha mẹ Ngài cũng hiểu rằng không thể thay đổi ý định của Ngài được. Đằng khác, sau nhiều thử thách, ông bà cảm kích khi thấy Ngài vẫn dịu dàng tuân phục trong những việc nặng nề, và từ đó họ không chống lại tiếng gọi thần linh nữa. Sau đó, Ngài xin gia nhập dòng thánh Đa Minh để tránh khỏi cảnh bị ép buộc lấy chồng, nhất là để được sống kết hợp với Chúa. Năm 16 tuổi, Katarina được mặc áo dòng ba Đa Minh. Luật lệ dòng cho phép Ngài mặc áo đen trắng của dòng mà vẫn ở nhà với cha mẹ. Từ đó, trong 3 năm, thánh nhân chỉ rời phòng riêng khi đi lễ và xưng tội, khi làm việc bổn phận và giúp đỡ người bệnh hoạn, kẻ nghèo khổ.
Ngài chỉ nói chuyện với cha giải tội của Ngài thôi. Sau này, vị linh mục thú nhận rằng thường cảm thấy thiếu khả năng để hướng dẫn Katarina. Thánh nhân thường sống trầm lặng trong phòng riêng, hầu chuyện với Chúa, gặp gỡ Chúa, sống kết hợp với Chúa. Chay tịnh khắc khổ là nếp sống thường nhật của Ngài. Ngài nhịn ăn bớt ngủ để hãm dẹp thân xác. Những khó nhọc khổ chế thể xác ấy còn quá nhẹ so với cơn thử thách mà quỷ gây ra trong tâm hồn. Khi hết các thử thách, Chúa Giêsu hiện đến dưới hình dạng bê bết máu trên thánh giá. Thánh nhân trách: Lạy Chúa, Chúa ở đâu khi con một mình chiến đấu với những giày vò kia? Chúa trả lời: Cha vẫn ở bên con. Chúa ở giữa những tư tưởng kinh tởm làm nhơ nhớp linh hồn con sao? Nhưng những thử thách ấy đâu có làm cho con phiền muộn quá mức. Con kinh sợ và đau buồn quá mức. Các tư tưởng ấy đã không thể làm nhơ ế hồn con vì con tởm gớm chúng. Chính cha ngự trong lòng con và đã cho con ơn biết đau buồn vì chúng. Chúa Giêsu thưởng công cho lòng dũng cảm và trung tín của Katarina bằng cuộc viếng thăm này. Thánh nhân xin cho được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Trong một thị kiến, Đức Trinh Nữ đã cầm tay Thánh Nữ và con Ngài đã xỏ vào tay Thánh Nữ một chiếc nhẫn vàng và chỉ một mình Thánh Nữ trông thấy. Đây là lễ cưới nhiệm màu. Sau biến cố đặc biệt này, Thánh Nữ bắt đầu chia sẻ mọi việc trong nhà, nuôi dưỡng bệnh nhân và giúp đỡ những người nghèo. Người ta còn nhắc đến việc Ngài săn sóc cho một người cùi và một người bị ung thư. Để vượt qua sự ngại ngùng, Ngài dám hôn vết thương tanh hôi của họ, dám anh hùng săn sóc cho thể xác, chắc chắn Ngài cũng nhiệt tình lo lắng cho linh hồn con người. Một phạm nhân cứng lòng đã hối cải sau lời khuyên của Thánh Nữ và lãnh nhận cái chết đạo đức trong tay Thánh Nữ. Được ơn thấu suốt các tâm hồn, Thánh nhân đã trở nên nơi tập họp người ta đông đảo thuộc đủ mọi thành phần. Họ bị lôi kéo bởi sự vui tươi lẫn đời sống khổ hạnh của Ngài, bởi tính khí bình dân lẫn sự hiểu biết sâu sắc về đường thiêng liêng, bởi nét đẹp bình dị của Ngài. Người ta gọi nhóm người quy tụ bên Ngài là trường phái thần bí. Và với ảnh hưởng lớn lao ấy, Thánh Katarina được mệnh danh là thiên thần hòa giải. Bởi những mối thù hận giữa những người trong gia đình không thể chống lại được ảnh hưởng của Ngài. Ngài nói, ghen ghét người lân cận là chống đối lại Thiên Chúa, là hủy diệt đối với người nuôi dưỡng nó. Bởi vì ai sống trong ghen ghét, thì tự họ ghét bỏ mình còn hơn là ghét bỏ kẻ thù nghịch nữa. Hằng ngày, rất nhiều người đến xin Thánh Nữ hướng dẫn cho đàn thiêng liêng, bề trên dòng giao cho Ngài công tác giảng dạy lời Chúa. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Ngài chỉ là một cô gái bình thường, ít học mà diễn đạt tư tưởng cao siêu như một nhà thần học uyên bác. Ngài còn viết nhiều thơ chỉ dẫn đàng nhân đức cho các vua quan, giáo sĩ và tu sĩ. Ngoài ra, Thánh nhân còn soạn quyển sách rất giá trị về việc Chúa quan phòng. Ngài viết, lạy ba ngôi vĩnh cửu, Chúa là đấng tạo thành, còn con là tạo vật của Chúa, nên nhờ Chúa soi sáng nơi tạo vật mới mà Chúa đã dùng máu của con một Chúa để làm ra là con đây. Con nhận thấy Chúa bị mê hoặc bởi sắc đẹp của tạo vật do Chúa làm ra. Ôi sâu thẳm, ôi ba ngôi vĩnh cửu, ôi thần tính, ôi biển sâu. Chúa có thể ban gì cho con hơn chính Chúa? Chúa là lửa luôn cháy và không hề tắt. Với sức nóng của Chúa, Chúa đốt cháy hết mọi tâm linh ích kỷ. Chúa cũng là lửa làm tiêu tan mọi sự nguội lạnh. Chúa soi sáng các tâm hồn bằng ánh sáng của Chúa, ánh sáng mà Chúa dùng cho con nhận ra chân lý của Chúa. Chính trong gương mặt của ánh sáng đó mà con nhận biết Chúa là sự thiện tuyệt vời, là sự thiện trên hết mọi sự thiện, là sự thiện hạnh phúc, vượt qua mọi hiểu biết và cảm nghĩ, là sự mỹ trên hết mọi sự mỹ miều, là sự khôn ngoan trên hết mọi sự khôn ngoan, bởi vì sự khôn ngoan chính là Chúa, và Chúa là lương thực của các thiên thần. Nhưng vì nồng nàn yêu mến, Chúa đã hiến dâng cho loài người. Thánh nữ Katarina Siena đã giữ một vai trò lớn lao trong lịch sử, mang lại an bình cho giáo hội, ngăn chặn cuộc nổi loạn ở Pisa và Toscane. Ngài là thiên thần của Siena trong cuộc nội chiến và dịch hạch.
nhiều thành phố nổi dậy chống lại Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 vì ngài rời tòa thánh từ Roma sang Avignon, nước Pháp. Tháng 5 năm 1376, Thánh Catarina sang Avignon nài nỉ Đức Giáo Hoàng trở về Roma. Các thư từ của ngài thổi vào sự can đảm cần thiết cho cuộc trở về này. Khi cuộc nổi loạn ở Florence bùng nổ, người ta bỗng thấy Thánh Catarina xuất hiện, quỳ dưới chân thủ lãnh những người nổi loạn và nói: "Ông muốn tìm Catarina phải không? Nó đây, nhưng xin đừng hại những người này." Cảm kích vì lòng gan dạ của thánh nữ, người đứng đầu chấm dứt âm mưu nổi dậy. Ngày 13 tháng 9 năm 1378, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 bỏ Avignon về lại Roma. Thánh Catarina dàn xếp ổn thỏa cho Đức Giáo Hoàng trở về bình an. Nhưng vừa về đến Roma, ngài qua đời. Cuộc xáo trộn lớn lao mà lịch sử gọi là cuộc đại ly khai Tây Phương xảy ra. Khi Đức Giáo Hoàng Gregorio qua đời, Catarina trở về Siena và đọc cho thư ký viết cuốn Đối thoại về sự quan phòng của Chúa. Nhưng có sự chia rẽ, ngài đứng về phía Đức Urbano thứ 6. Trong những bức thư đầy sinh lực, ngài viết kêu gọi các vua chúa Âu Châu tuân phục vị cha chung trong hội thánh. 400 bức thư và các sách Thánh Catarina để lại là một kho tàng lớn lao trong các tác phẩm thiêng liêng. Giữa các hoạt động rực rỡ trên, Thánh Catarina phải chịu những đau đớn vô danh. Chúng ta biết rằng, từ Chúa Nhật thứ 4 mùa chay năm 1375, Thánh Catarina đã được in 5 dấu Thánh Chúa để thông phần cuộc khổ nạn với Chúa. Các dấu chỉ lộ rõ sau khi ngài qua đời. Một chiều tháng giêng năm 1380, Thánh Nhân đã ngã bệnh trong khi đọc một lá thơ viết cho Đức Giáo Hoàng Urbano. Phục hồi một phần, nhưng ngài vẫn sống trong cơn hấp hối nhiệm màu, một cuộc chiến đấu với ma quỷ. Và ngài hôn mê lần thứ hai khi đang cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô và qua đời 3 tuần sau vào ngày 29 tháng 4 năm 1380. Ngài được mai táng dưới chân bàn thờ dòng Đa Minh Santa Maria Sopra Minerva, Đức Maria Thành Minerva. Nhưng đầu ngài sau này được rời về Siena. Năm 1401, ngài được phong hiển thánh. Thánh Catarina được chọn làm quan thầy nước Ý năm 1939 và quan thầy các y tá Ý năm 1943 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngày 4 tháng 10 năm 1970, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã tôn phong ngài vào hàng tiến sĩ hội thánh. Thánh Catarina là giáo dân duy nhất được phong là tiến sĩ hội thánh. Lạy Chúa, Chúa đã đốt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Catarina Siena, khiến thánh nữ vừa tha thiết chiêm ngưỡng Đức Kitô khổ nạn, vừa hăng say phục vụ hội thánh. Xin nhận lời thánh nhân truyền cầu mà cho dân Chúa biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chấp nhận đớn đau vì con, cho con nhận ra thân phận mình rất ư mong manh. Con xin tận biết trái tim con cùng thân xác con, bước đi theo ngài là duyên tình mong ước. Về đấng thương chọn con, tim con bình an nơi suối nguồn mát trong diệu ê.
lòng Chúa, chốn nương thân mạch ban sức thiêng, đỡ nâng cuộc đời con thỏa lòng hạnh phúc. Đời con nguyện xin bước theo Ngài mãi từ đây, thủy chung và sắt son, ôi tấm áo hồng ân, thủy chung và sắt son, ôi tấm áo hồng xin thông báo. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót đã thực hiện xong audio truyện Đức Mẹ và Các Thánh nghe trên máy radio MP3. Anh chị em có thể dùng máy này làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong các dịp lễ, Tết. Muốn order máy, xin gọi cho chị Lan Chi số 405-973-6348 hoặc email radiolongchuathuongxot@gmail.com. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị cùng nghe và suy niệm thông điệp của Đức Mẹ, nguyên tác To the Priest Our Lady Beloved Son, tác giả linh mục Don Stefano Gobbi, do Gioan Maria Vũ Sơn Bảo chuyển ngữ. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện qua giọng đọc của Anna Thúy An. Thông điệp số 15. Ngày 29 tháng 8 năm 1973. Đối với mọi con cái là linh mục của mẹ. Con của mẹ, bất cứ điều gì mẹ truyền đạt cho con, tức không phải chỉ riêng cho một mình con đâu, mà còn cho tất cả các con cái là linh mục của mẹ, là những người mẹ hết lòng yêu thương. Trước hết, đó là nói với các linh mục trong phong trào linh mục Thánh Mẫu, những người mẹ hết lòng thiết tha yêu mến và là những người mà mẹ muốn dạy dỗ và dìu dắt nhằm chuẩn bị cho sứ mạng cao cả của họ. Vì thế, con hãy quy tập vào quyển sách này bất cứ điều gì mẹ nói cho con. Con đừng mảy may bận tâm bằng mọi cách để in quyển sách này. Cha giải tội của con sẽ lo toan mọi sự. Quyển sách này phải được phổ biến càng sớm càng tốt cho các linh mục. Nó sẽ là phương tiện để mẹ đem họ từ khắp nơi lại với nhau và cũng là để cho mẹ hình thành đạo quân bất khả chiến bại của mẹ. Hỡi con của mẹ, con hãy luôn mãi ở trong trái tim mẹ và hãy tín thác vào mẹ. Với con mẹ, mẹ đồng công dâng lễ tế trên con. Nay
chốn thiên cung kia, Chúa thương công cho hiến vinh xác hồn. Xin hát khen mẹ ngàn lời ca cùng muôn chữ thánh, kính mừng nữ chinh vương đầy ơn phúc đêm muôn đời luôn. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ chinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ chinh đẹp xinh. Ave Ave Maria, hãy vui mừng hỡi nữ chinh. Ave Ave Maria, hỡi nữ chinh đẹp Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót xin giới thiệu với quý thính giả tác phẩm Thánh Louis và Zelly Martin, Cha mẹ Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu của tác giả Helen Mongin, do Gioan Bautista Thái Hòa chuyển ngữ và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với giọng đọc của Teresa Mai Phương, Phêrô Đức Thành và Maria Bích Vân. Chương 8. Đau khổ và lửa mến của bà Zelly. Năm 1865, lúc 34 tuổi, bà Zelly có than với em trai mình về một khối đau ở ngực. Nếu vào thời nay, các bác sĩ sẽ dễ dàng chuẩn đoán đây là một khối u. Ông Louis lo lắng và hai người từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật, hay nói chính xác thời đó là mổ xẻ. Nhưng rồi cũng quên chuyện này đi. 12 năm sau, mùa hè năm 1876, bà Zelly bắt đầu bị đau trở lại. Cậu Isidore đưa bà một số thuốc, nhưng không công hiệu. Vài tháng sau, bà Zelly quyết định đến gặp bác sĩ. Lúc đó khoảng một tuần trước Giáng sinh, bà Zelly viết thơ gửi cho gia đình em trai ở Lisieux. Chị đến gặp bác sĩ A. Sau khi khám kỹ lưỡng, bác sĩ lặng yên một lát, rồi nói với chị: chị có biết là chị đang có bệnh rất nghiêm trọng hay không? Đây là khối u xơ ác tính. Chị có ngại phẫu thuật hay không? Chị trả lời: không, nhưng tôi chắc là ca mổ sẽ không cứu sống mà lại đẩy nhanh hơn những ngày còn lại trong đời tôi. Chị còn thêm một vài chứng cứ cho những gì chị vừa nói, và bác sĩ trả lời ngay: chị biết thật rõ không kém gì tôi. Tất cả những gì chị vừa nói là đúng, và tôi không thể khuyên chị làm thế, bởi kết quả không có gì chắc chắn. Chị hỏi bác sĩ liệu có được 1% cơ hội thành công hay không? Và ông ấy trả lời kiểu lảng tránh. Chị biết ơn vì ông ấy đã thẳng thắn cho chị biết bệnh tình của mình. Bởi bây giờ chị sẽ vô cùng gấp gáp sắp xếp mọi việc để gia đình chị không gặp khó khăn khi chị ra đi.
bác sĩ đã cho chị một toa thuốc. Khi chị hỏi, cái này có ích gì không? Thì ông ấy nhìn thẳng và trả lời, chẳng được gì cả. Tôi chỉ làm thế để an lòng bệnh nhân mà thôi. Chị không thể nào không kể hết chuyện này cho cả nhà. Chị hối tiếc vì nó đã gây nên một cảnh đau thương. Ai cũng khóc và bé Leonie cứ nấc lên. Nhưng chị bảo là có biết bao người mang bệnh này mà vẫn sống được 10, 15 năm. Và chị nói với một vẻ quá bình thản, quá vui vẻ như thường vậy. Thậm chí còn vui hơn, nên mọi người có nguôi đi một chút. Tuy nhiên, chị không lừa dối mình, và ban đêm chị không ngủ được khi nghĩ về tương lai. Dù đang chịu đựng bằng hết sức mình, nhưng chị không nghĩ gian nan lại ngặt nghèo đến thế. Chồng chị không thể nào thấy khuây khỏa. Anh không còn đi câu cá, anh cất cần câu trên tầng gác mái, và cũng không đi hội với nhóm bạn của mình nữa. Anh suy sụp. Chị không đau đớn gì lắm. Cả vùng nách bị sưng phồng lên, và chỗ khối u cứ đau âm ỉ. Chị không thể nằm nghiêng về bên bị đau được. Chị không muốn em lo lắng quá về chuyện này. Và hãy vâng theo ý Chúa. Nếu Chúa thấy chị có ích trên đời này, chắc chắn Ngài sẽ không để chị bị bệnh này. Bởi chị đã cầu nguyện rất nhiều. Xin Chúa đừng đưa chị đi bao lâu các con còn cần đến chị. Một điều cho chị thấy thanh thản là biết mình có những người thân thuộc có thể thay thế chị trong trường hợp xấu nhất. Có những bà mẹ đáng thương còn bất hạnh hơn chị. Khi ra đi mà không biết con cái mình sẽ ra sao, sợ chúng bị rơi vào hoàn cảnh không người giúp đỡ. Còn chị thì không có gì lo lắng về chuyện này. Tóm lại, chị không thấy mọi chuyện tối tăm, và đây là ơn trọng Chúa đã ban cho chị. Dù có chuyện gì đi nữa, hãy cứ hưởng dùng những thời gian tốt đẹp còn lại và đừng lo lắng gì. Ngoài ra, mọi sự sẽ luôn luôn theo ý Chúa muốn. Bà Zelly biết bác sĩ đã bó tay, nhưng bà vẫn đến gặp ông nói chuyện này, chuyện kia, chỉ là để cho gia đình đừng lo lắng quá. Bà biết nỗi cô độc của người bệnh, biết rằng cái chết đang trực chờ trước cửa, trong khi thân nhân thì không chịu chấp nhận việc bà sắp ra đi. Bà không tìm cách được an ủi cho bằng đi an ủi người khác. Bà hy sinh Giáng sinh cuối cùng với gia đình để đến Lisieux để làm yên lòng gia đình cậu Isidore đang chấn động vì tin tức bệnh tình của bà. Bà viết thư cho chồng. Sau bữa ăn, em làm mọi việc có thể để cho em trai của em được vui và cam đảm. Để xoa dịu chồng mình, bà thêm. Hình như bác sĩ Nota nói rằng em có thể sống được một thời gian dài nữa, nên hãy cứ phó thác chúng ta trong tay Chúa. Ngài biết rõ chúng ta cần gì còn hơn chúng ta nữa. Người gây thương tích, người lại chữa lành. Em sẽ đi hành hương lộ đức lần đầu tiên trong đời. Và em hy vọng Đức Mẹ sẽ chữa lành cho em nếu như mẹ thấy cần thiết. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy bình tâm. Em rất vui
sẽ được gặp lại anh và các con. Thời gian dường như quá dài. Em muốn về nhà với anh ngay hôm nay. Em chỉ hạnh phúc khi ở cùng anh. Anh Louis yêu dấu. Sự nhân từ nhạy cảm hiền mẫu của bà được biểu lộ hết trong thời gian mang bệnh cuối đời này. Bà không nói gì về những đau đớn và lo lắng của mình. Thậm chí, bà còn giấu bệnh tình với chị mình, cũng đang bệnh, và cả Pauline nữa, để cô bé yên tâm học hành ở trường Đức Mẹ dòng đi viếng. Tuy nhiên, chúng ta biết là bà rất muốn có Pauline bên mình. Khi bà nói chuyện hay viết thư cho Pauline, đều là những lời yêu thương, dỗ dành, khích lệ. Ông Louis nâng đỡ bà hết sức có thể, nhưng trong những tháng cuối đời, bà Zelie đặc biệt hướng lòng về Chúa. Vài tuần trước khi biết mình bệnh, bà Zelie đã viết rằng bà không mạnh mẽ hơn bất kỳ ai gặp gian nan thử thách thế này. Chị của chúng ta nghĩ là chị khao khát thật nhiều đau khổ, bởi chị đã bảo chị ấy nếu được lựa chọn, chị muốn chết vì một căn bệnh dần mòn hơn. Bà Zelie thực sự sợ chết mà không có chuẩn bị. Nhưng thật nhiều đau khổ ư? Không, chị không có đủ đức hạnh để khao khát chuyện như thế. Và chị kinh sợ chuyện này. Bà cũng viết: chị không thiếu khao khát muốn được sống. Nhưng suốt cả đời, bà đã bỏ mình vâng theo ý Chúa, dâng Chúa hết đau khổ của mình, và bà sẽ đạt đến mức độ cao nhất với món quà Chúa ban lần này. Cả gia đình, mọi người thân bắt đầu cầu nguyện, xin một phép lạ chữa lành cho bà Zelie. Bà đùa về chuyện này: nếu chị là Đức Mẹ, thì chị hẳn sẽ gấp gáp chấp nhận hết mọi lời cầu nguyện, chỉ để thoát được hết những người này thôi. Cậu Isidore gửi thuốc và lời khuyên sức khỏe khá phù hợp. Còn ông Louis thì thúc giục bà đi hành hương. Bà Zelie vẽ ra viễn cảnh các con khi không có mẹ và nhẹ nhàng chuẩn bị cho các con đón nhận chuyện không thể tránh khỏi. Chị thực sự cậy nhờ mẹ nhân lành của chúng ta. Nếu mẹ muốn, mẹ có thể chữa lành cho chị. Bởi mẹ đã chữa lành cho rất nhiều người bệnh. Tuy nhiên, chị không chắc là mẹ sẽ chữa lành cho chị. Bởi có thể đó không phải là ý Chúa. Bà Zelie có linh cảm về cái chết cận kề. Có thể hiểu được nếu bà cảm thấy muốn nổi loạn khi bà viết: chẳng lẽ chị phải nhìn giấc mơ cả đời mình, gia đình sum họp và thịnh vượng, tan biến ngay khi nó vừa thành hiện thực? Thật vậy, Pauline chuẩn bị hoàn tất chương trình học ở Le Mans và cả gia đình cuối cùng cũng chuẩn bị được sum họp. Nhưng hoàn toàn bỏ mình theo Chúa, bà Zelie cảm nhận một sự bình an vô cùng. Thực sự, Chúa đang ban cho chị ơn không sợ hãi. Chị đang rất bình thản và thấy mình hầu như rất hạnh phúc. Chị sẽ không thay đổi vận mệnh của mình vì bất cứ điều gì. Nếu Chúa muốn chữa lành, chị sẽ rất hạnh phúc. Bởi sâu thẳm trong lòng chị muốn được sống. Phải rời bỏ chồng và con cái là một sự mất mát vô cùng. Nhưng mặt khác, chị tự nhủ, nếu không được chữa lành, thì có lẽ là bởi lợi ích hơn cho chồng và các con khi chị không còn nữa. Trong lúc chờ đợi, chị sẽ làm tất cả mọi sự có thể để xin một phép lạ. Chị đặt hy vọng
vào chuyến hành hương đến Lộ Đức. Nhưng nếu không được chữa lành, dù gì chị cũng sẽ cố gắng hát vang trên đường về nhà. Chúng ta hẳn rất ngạc nhiên khi bà không lo lắng nhiều về tương lai của gia đình. Nhưng thái độ của người nữ với niềm tin sâu sắc này phản ánh những lời Chúa Kitô khi Ngài ra đi để gửi thần khí đến cho các tông đồ. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Bà tin hết lòng rằng Thiên Chúa có thể chăm sóc cho gia đình bà còn tốt hơn bà nhiều. Lòng tin của bà Zeli cũng một phần là bởi bà biết các con cái của mình. Hai cô chị đầu đã trưởng thành, có thể nuôi dạy các em nhỏ vốn đã lớn lên theo đường hướng tốt, mà bà rất yên lòng. Bà viết về Teresa mà không biết đó là lời tiên tri. Chị chắc là đứa bé này sẽ nên tốt. Còn về phần Leonie, bà Zelie không tin là mình có thể giúp được gì cho bé bởi Leonie đối lập với bà. Bà biết là có thể cậy nhờ chồng chăm sóc cho tất cả những thiên thần nhỏ của mình. Để xoa dịu mọi người, bà Zelie cư xử như không có chuyện gì, và bà làm quá tốt nên giữ được bầu khí gia đình êm đềm hệt như trước khi bà phát bệnh. Cuộc sống cứ tiếp diễn. Với những lần con cái đau nhẹ, các đơn hàng đăng tên phải làm, một buổi tĩnh tâm trong giáo xứ, cứ thế. Bà Zelie hơi chán nản vì em mình cứ thúc phải phẫu thuật và đi khám, thậm chí còn bảo bà đến khám ở Paris, nên bà viết thư cho cậu. Này, cậu làm ơn thôi nói mãi về bệnh tình của chị. Chị bắt đầu thấy chán rồi. Hãy để nó qua một bên và nói về những chuyện vui vẻ hơn. Đúng như những lời chị bảo cho em mình, các lá thư của bà Zelie đầu năm 1877 còn đầy sức sống hơn trước. Bà kể lại chuyện Leonie vô tình nấu súp cho cả nhà, món súp khăn chùi chén. Hay kể về chuyện bà khám phá ra Teresa vốn siêng lần hạt, đã lần thêm một hạt vì đã lỡ nói nặng với Celine. Bà Zelie bảo Teresa là với những gì bé đã nói thì tốt hơn nên lần lui một hạt. Và Teresa bé nhỏ trả lời: "Ôi, mà con không biết con lần đến đâu rồi nữa." Người mà bà Zelie thường viết thư nhất, Sir Murray Dorsey, sau vài năm đau bệnh đã qua đời trong tu viện Đức Mẹ đi viếng. Đây không phải là một thử thách nhỏ với Zelie, nhưng Sir Murray Dorsey dù đau đớn vẫn vui mừng trong giờ hấp hối và đã chuẩn bị cho thời điểm này như đi dự đại tiệc. Như Thánh Teresa thành Avila, Sir Murray Dorsey có thể thốt lên rằng: "Tôi muốn thấy Chúa." Mẫu gương của chị mình đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng bà Zelie khi bà đang chuẩn bị theo con đường tương tự như thế. Em chưa bao giờ thấy điều gì khai sáng cho em đến thế. Là lời bà viết trong lá thư cuối cùng gửi chị sau khi thấy được sự bình an vui mừng của chị mình. Sir Murray Dorsey qua đời vào ngày 24 tháng 2. Bà Zelie nhận được một lá thư từ các sơ dòng đi viếng mà không đủ can đảm để mở ra. Ông Lewis cầm lấy và đọc cho vợ mình nghe. Sáng hôm nay, lúc 7 giờ sáng, người chị em Marie Dorsey của chúng tôi đã đi hết cuộc đời sáng ngời của mình với một cái chết đáng ghen tị. Trong 2 ngày, chị đã yếu đi đáng kể và chúng tôi biết là giờ cuối đang đến gần. Khó thở và kiệt sức,
khiến cho người chị em thân yêu của chúng tôi còn đau đớn hơn nữa. Dù cho chị không mất đi sự bình an hay sự bỏ mình hoàn toàn. Và chúng tôi cảm nhận được khao khát càng mãnh liệt hơn trong chị, mong được gặp Chúa chúng ta. Bà thân mến, chúng tôi có thể nói rằng bà và chúng tôi đã được thêm một sự bảo vệ thiêng liêng trên trời. Bởi thật khó để có thể kết thúc một cuộc đời nhân đức theo cách thánh thiện hơn thế. Ôi, chị sẽ cầu nguyện biết bao cho hai gia đình thân yêu mà chị thương hết mực. Sơ Mary Dorsey đã qua đời với hương thơm thánh thiện. Ở tu viện và trong thành phố, mọi người đều nói một vị thánh vừa qua đời. Và nhiều người đến viếng di hài của chị trong nhà thờ trước nghi thức an táng. Khi đưa chị đến nghĩa trang, không có ấn tượng gì là đau buồn, mà dường như là không khí chiến thắng vinh quang. Các chị em trong dòng nói rằng chưa bao giờ được thấy chuyện tuyệt vời như thế này. Nhiều năm về trước, bà Zelly từng viết: nếu chị mất chị ấy, chị sẽ mất hết mọi sự. Nhưng nếu sự chia lìa chắc chắn là đau đớn kinh hoàng, thì bà Zelly đã được an ủi khi biết chị mình không còn chịu đau đớn nữa. Và trên hết là Sơ Mary Dorsey đã đạt được mục đích hân hoan của mình. Chuyện này quá sức đau buồn, nhưng chúng ta sẽ luôn được an ủi khi biết chị đang ở trên thiên đàng. Và với chị đây là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, bà Zelly đã ký thác cho chị mình một vài sứ mạng trên trời. Và chúng ta sẽ thấy bà nói chuyện với các thánh cũng gần gũi, hài hước như với người thân của mình vậy. Ngay khi chị lên thiên đàng, nhờ chị tìm Đức Mẹ và nói với mẹ là: mẹ nhân lành của con, mẹ đã chơi xỏ em gái con khi ban bé Leonie tội nghiệp. Bé không giống gì với đứa con mà chúng con đã sinh. Mẹ cần chỉnh đốn tình trạng này thôi. Sau đó nhờ chị đi tìm chân phước Margaret Mary mà nhắn dùm: tại sao thánh lại chữa lành cho bé Leonie? Để bé ra đi còn tốt hơn. Do đó, thánh phải là người sửa đổi những chuyện bất hạnh này. Bà Zelly viết cho em trai mình: chị ấy la rầy chị vì nói năng như thế, nhưng chị không có ý xấu, chú biết rõ mà. Leonie lúc đó 13 tuổi, đang bước vào tuổi dậy thì khó khăn, vẫn là mối bận tâm lớn nhất của bà Zelly. Chị lo lắng nhất về tương lai của bé. Rồi sau đó không lâu, bà lại viết: đứa trẻ tội nghiệp này có đầy lỗi phạm. Vợ chồng chị không biết xử trí với bé thế nào, nhưng chị cậy trông nơi Chúa đầy lòng thương xót, và chị vẫn luôn hy vọng. Một chi tiết nhỏ đã thắp lên hy vọng này. Trước cái chết của người dì, Leonie nhất quyết viết cho dì mình một lá thơ. Mà khi mẹ bé đọc, thấy rất đỗi kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Dì yêu quý, con luôn luôn giữ tấm hình dì cho như là một thánh tích. Như lời dì dạy, con nhìn tấm hình mỗi ngày để học biết vâng lời. Chị Maria đã đóng khung tấm hình cho con. Dì yêu quý, khi dì lên thiên đàng, xin dì hỏi Chúa xem
Chúa có cho con ơn quán cải không? Cũng như hỏi xem có ơn gọi đi tu thiệt không? Bởi ngày nào con cũng nghĩ về chuyện này. Bà Zelly nói về lá thư này. Em sẽ nói gì nào? Chị khá là kinh ngạc. Con bé có những ý niệm này từ đâu vậy? Chắc chắn là không phải từ chị. Chị khá tin chắc là Leonie của chị không thể nào vào dòng, trừ phi có phép lạ. Khi cả nhà quá kinh ngạc hỏi Leonie xem tại sao mà bé nhất quyết đi tu thật, thì bé trả lời: Nghĩa là con muốn trở thành một tu sĩ hoàn toàn tốt lành và cuối cùng được nên thánh. Những nhiệm vụ bà Zelly nhờ cậy Sơ Mary Dorsity trên thiên đàng chắc chắn đã được Sơ hoàn thành không chút chậm trễ. Thật vậy, đầu tháng 3 năm 1877, Marie tình cờ vào bếp và sốc khi nghe cô giúp việc Louis Marais, người đã làm ở nhà Martin được 11 năm rồi, đang đe dọa Leonie rất bạo hành. Gia đình Martin kinh hoàng khám phá ra rằng trong một thời gian dài, cô giúp việc này đã xử tệ với Leonie ngay dưới mái nhà mình. Bị dọa đánh, đứa bé tội nghiệp phải làm thay những việc của cô giúp việc và phải nghe lời cô trong mọi sự, chỉ nghe cô mà thôi. Cô Louis đã dùng mọi luận điệu có thể để giấu giếm những hành động ngược đãi của mình và còn dọa sẽ cho Leonie một trận nhớ đời nếu như cô bé hé miệng bất kỳ điều gì. Về sau, bà Zelly nói rằng bà đã không thể đoán được chuyện gì đang diễn ra. Chị hẳn không bao giờ tin nổi. Có người có thể làm quá đến thế, làm những chuyện lạnh lùng đến thế. Ngoài địa ngục trần gian do tay cô giúp việc, Leonie còn có một mối ác cảm ít nhiều có ý thức với cha mẹ, những người thờ ơ trước tình trạng này và không bảo vệ cho bé. Vậy nên khi thấy cha mẹ lao đến bên mình, họ giận cô giúp việc Louis bao nhiêu thì kinh hoàng vì sự việc bấy nhiêu, thì Leonie hoàn toàn thay đổi thái độ với cha mẹ, đặc biệt là với mẹ. Với niềm tin được phục hồi, Leonie luôn ở bên bà Zelly và làm mọi việc có thể để mẹ vui lòng. Cô bé ngày càng vui tươi và vâng lời, bắt đầu chuyển nở. Mẹ của bé quá chấn động trước mọi sự việc này và dành hết sức lực cho Leonie, đứa trẻ mà bà đã trông đợi bao năm nay. Bé yêu chịu nhiều, hết sức có thể, và với tình yêu mẹ con này, tình yêu Thiên Chúa có thể thấm nhập vào lòng bé từng chút một. Với bà Zelly, tất cả những chuyện này là nhờ lời cầu nguyện của người chị gái trên thiên đàng. Bà Zelly có cảm giác cấp bách và sợ hãi, lo căn bệnh sẽ đẩy mình ra khỏi cuộc đời Leonie quá sớm. Bà đã bình an chấp nhận chuyện sẽ chết, tin rằng mình không còn cần thiết, không thể thay thế với các cô con gái nữa. Nhưng bây giờ, bà thay đổi hoàn toàn. Với một khát khao muốn sống không phải vì mình, nhưng là vì Leonie và những gì bà có thể làm cho cô bé. Sợ rằng sự ổn định mới này của Leonie sẽ bị tổn hại khi bà qua đời, Zelly muốn được thỏa cơn khát tình mẹ là mong thấy Leonie được là chính mình. Bà Zelly bắt đầu cầu nguyện thiết tha với hy vọng được chữa lành. Bà viết cho em dâu: Càng yếu, chị càng thêm trông cậy. Và còn thêm rằng: Với đức tin, chị sẽ còn sống được một thời gian dài nữa.
Còn về phần cô giúp việc, ông bà Louis và Zelly xử lý cô đúng lẽ công bằng. Với cú sốc quá nặng, hai người đuổi cô ngay lập tức. Louis than khóc trong vô vọng, bởi Zelly chẳng thèm nhìn mặt cô nữa. Nhưng không lâu sau, hai người tự hỏi không biết mình có làm đúng không? Chẳng phải tha thứ nghĩa là đưa công lý và thương xót đến với mọi người và cho họ một cơ hội thứ hai hay sao? Công lý đã được hai ông bà suy xét. Louis trong nhiều năm qua đã hoàn toàn tận tụy với nhà Martin, tuyệt đối trung thành với bà Zelly, và thật ngạc nhiên là cô đã có những sáng kiến có ích để giúp bà sửa đổi tính hư của Leonie. Vậy nên, dù giận dữ vô cùng, ông bà Louis và Zelly vẫn nhận lại cô và quyết định tìm lời khuyên để có giải pháp xử lý tốt nhất. Bà Zelly tìm đến các sơ dòng Clara hèn mọn và hỏi ý kiến một sơ cao tuổi có tiếng là thánh thiện. Sơ khuyên là nên chờ đợi và đừng làm gì hấp tấp. Gia đình Martin cuối cùng cũng có được một thỏa hiệp. Louis có thể ở lại phục vụ gia đình cho đến khi Zelly qua đời, nhưng cấm không được nói chuyện với Leonie. Cô phải giữ khoảng cách với Leonie để tránh bất kỳ nguy cơ nào có thể gây ra chuyện như trước đây. Thật khó cho Zelly khi phải tiếp tục nhìn mặt con người đã có những hành động xấu mà bà không thể quên, nên bà dành hết sự chăm sóc cho Leonie. Louis đảm trách việc nhà với một sự tận tụy không chút sai sót và về sau không khó khăn để tìm được công việc. Đến cuối đời, Louis đã làm chứng về sự tốt lành của vợ chồng nhà Martin. Nhiều tuần trôi qua, bà Zelly có thể cảm nhận căn bệnh đang nguy kịch hơn. Từ tháng 2 năm 1877, các tuyến bị sưng xuất hiện ở cổ, một dấu hiệu khối u di căn. Bà cầu nguyện gấp đôi và cùng ông Louis quyết định ngày chấm dứt việc kinh doanh đăng ten, ấp ủ hy vọng là bà sẽ chỉ sống cho gia đình, đặc biệt là dành thời gian cho bé Leonie. Sự lương thiện của nhà Martin một lần nữa được thể hiện trong cách họ chuyển nhượng việc kinh doanh của mình. Vẫn chưa chuyển nhượng xong việc kinh doanh đăng ten Alecon. Hơn nữa, chị cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa, xin đừng để việc chuyển nhượng thành sự, nếu như nó có hại cho người muốn mua. Nếu muốn, anh chị có thể bán đi rất dễ. Nhưng chị nghĩ là chị cần mở mắt cho những người muốn mua lại để họ thấy được những khó khăn sẽ phải đối mặt. Bởi họ chỉ thấy toàn màu hồng và chị không vui vì thế. Đấng quan phòng luôn luôn trả lại cho sự chính trực như thế. Trong thời gian trì hoãn, ông bà Louis và Zelly khám phá ra mình đang thương lượng với những kẻ lừa đảo. Như thường lệ vào thời điểm đầu năm, các đơn đặt hàng đăng ten sụt giảm, khiến bà Zelly một lần nữa tin rằng việc kinh doanh của mình đang đi xuống. Hai vợ chồng bỏ ý tưởng bán lại việc kinh doanh đăng ten của mình. Và thế là dù cho đã giảm nhịp độ hơn trước, bà Zelly vẫn cứ làm việc cho đến tận giờ phút lìa trần. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho hai thánh Louis và Zelly Martin nên gương mẫu thánh thiện trong đời sống hôn nhân. Hai thánh đã sống vững vàng đức tin và đức cậy giữa những bổn phận, khó khăn của cuộc đời và đã quan tâm giáo dục các con trở nên những vị thánh.
Nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của hai thánh, chúng con nài xin Chúa chúc lành và nâng đỡ các gia đình trong đời sống công giáo, giúp chúng con cũng đạt tới sự thánh thiện. Amen. Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện với tác phẩm Thánh Louis và Zelly Martin, Cha mẹ Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu, xin tạm dừng nơi đây. Xin mời quý thính giả nghe tiếp vào chương trình phát thanh ngày mai. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đâu, Ngài ở trên cao hay nơi xa cuộc đời bế dâu. Đất sầu cô liêu, hoa vẫn nở, đường xưa vẫn còn, trời vẫn xanh trong, sao lòng người như mất hy vọng. Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con, Ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra. Chúa đang bước đi cùng con, yêu lòng tin con người ơi, tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ tâm. Chúa vẫn ở bên, dịch bệnh lan nhanh cho ta hay cuộc đời mong manh, sống chậm để nghe đầy tiếng gọi, dựng xây từng ngày, rộng mở đôi tay trao tình người tô thắm môi. Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn nỗi buồn của con, Ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra. Chúa đang bước đi cùng con, yêu lòng tin con người ơi, tình Chúa ôi tuyệt vời, bên san sẻ đời buồn vui. Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Lạy Chúa, con nguyện xin dâng Ngài nước Việt và toàn dương gian đang hoang mang tìm nguồn uy an. Chúa giàu lòng thương, nương náu Ngài đời con hy vọng. Một lòng cậy trông, dâng về Ngài sự sống hôm nay. Chúa đau nỗi đau của con, Chúa buồn
Ngài vẫn bên con mà lo lắng làm con không nhận ra. Chúa đang bước đi cùng con, nếu lòng tin còn người ơi, tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui. Không nhận ra Chúa đang bước đi cùng con, nếu lòng tin còn người ơi, tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời buồn vui. Tình Chúa ôi tuyệt vời, Ngài ở bên san sẻ đời.